Chào các bạn quay trở lại với kênh của Tiến. Mấy ngày nay, trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng làn sóng truyền thông đang nhắm vào giáo hội Phật giáo Việt Nam, vì giáo hội Phật giáo Việt Nam quá từ bi, quá hiền lành, quá cao thượng. Không phản biện với bất cứ ý kiến nào, cho nên mới có làn sóng đó. Sự thật có phải như vậy không thưa quý vị? Vâng, không hề đâu quý vị. Giáo hội Phật giáo Việt Nam phản ứng rất cương mãnh, có bài bản và đã không phản ứng thì thôi mà đã phản ứng thì phải làm cho đối tượng phải gục ngã và xin lỗi. Có nhiều tác giả trên mạng xã hội gần đây, có nhiều bài viết nói chuyện về những sai phạm tại Thiền Tôn Phật Quang, bây giờ là chùa Phật Quang, sau đó thì bị xóa tài khoản và đã bị đánh gậy bản quyền rồi. Họ cho rằng chính là tác giả của ai đó đồng tác giả, nhưng tôi cũng không thể chứng minh được điều đó. Tôi không hiểu rõ nên tôi không dám nói, tôi chỉ nói những gì giấy trắng mực đen mà thôi. Như chúng ta đã biết, tạp chí Công Thương và báo Lao động là hai tòa soạn có nhiều tiếng nói mạnh mẽ và đi vào các vấn đề lý luận, chứ không chỉ phản ánh thực tế từ các sai phạm của các cá nhân. Họ đặt vấn đề về hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam, về vấn đề quản lý tăng ni tu sĩ như thế nào, và tất nhiên là vẫn sẽ có sai sót. Mới đây nhất, thì báo Giác Ngộ Online, thuộc cơ quan truyền thông của giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã có một bài báo rất khủng khiếp, tấn công vào nhắm vào báo lao động, và tôi không biết là báo lao động phải làm gì để đối phó với bài báo này đây. Báo Lao Động phản ánh Chùa Phật Quang Như lấy hình học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh để minh họa, đó là đề tự của bài báo trên báo giác ngộ số mới đây nhất. Thưa quý vị, bài báo như sau. Qua phản ánh của bạn đọc được biết, video trên kênh Youtube của Báo Lao Động và website Báo Lao Động Media xuất bản ngày 29 tháng 8 năm 2024 thuộc Báo Lao Động, cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam. Theo đó, khi dùng hình ảnh minh họa, việc phản ảnh liên quan tới các công trình xây dựng trái phép tại Chùa Phật Quang và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với tình trạng lấn chiếm đất rừng phòng hộ trong video đã sử dụng nhiều hình ảnh chùa không phù hợp với nội dung phản ảnh. Chẳng hạn tại dây thứ 103, báo lao động đã lấy cảnh Đại Tòng Lâm là một trong những trung tâm hành hương tôn giáo của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng không hề liên quan tới chùa Phật Quang cũng như sư thích chân quang để minh họa cho cái được gọi là sư thích chân quang xây dựng trái phép. Nghiêm trọng hơn, tại video của báo lao động đã sử dụng cơ sở cấp đại học thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và là học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh để minh họa cho nội dung được gọi là các hạng mục sư thích chân quang xây dựng trái phép. Hình ảnh học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tọa lạc tại đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhượng, thành phố Hồ Chí Minh. Do cố trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, viện trưởng sáng lập chủ trương kiến thiết là trung tâm đào tạo tăng ni cấp đại học và sau đại học về Phật học đã bị sử dụng để minh họa cho nội dung được cho là công trình xây dựng trái phép lấn rừng ở tận tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong video của báo lao động, không chỉ xuất hiện một lần mà lặp lại nhiều lần, sau đó không chỉ sử dụng hình ảnh Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Để minh họa cho hành vi được cho là vi phạm pháp luật nghiêm trọng từ năm 2018 liên quan tới trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về rừng phòng hộ ở địa phương. Báo lao động còn sử dụng hình ảnh của nhiều chùa khác, không phải chùa Phật Quang ở núi Vinh, để minh họa cho video của mình. Việc làm đó, với một vấn đề được cho là vi phạm pháp luật nghiêm trọng là lấn chiếm rừng phòng hộ, lại đi lấy hình ảnh của các cơ sở giáo dục của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và những gì báo Lao động đã làm trong video của mình, không rõ động cơ là gì, việc này thật khó chấp nhận với một cơ quan báo chí, có ảnh hưởng lớn như báo Lao động, phải chăng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ít phản biện trước các vấn đề này nên người ta muốn làm gì thì làm. Bất chấp sự xúc phạm tới tổ chức giáo dục như Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tự viện khác, gây nên hiểu lầm đáng tiếc cho người xem tiếp cận thông tin nhiễu loạn dư luận về Phật giáo, đánh cháo hình ảnh như thế là không thể chấp nhận được. Đây là ý kiến cuối cùng, là ý kiến của bạn Nguyễn Nhân Độ, một bạn độc giả của báo Giác Ngộ. Và báo Giác Ngộ đã liên lạc với đại diện Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Giác Dũng, viện trưởng kiêm trợ lý viện trưởng cho biết. Việc báo lao động sử dụng hình ảnh của cơ sở Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh để minh họa cho hành vi được coi là vi phạm pháp luật của một cơ sở khác ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là không thể chấp nhận được. Nói với báo giác ngộ ngày 30 tháng 8 năm 2024, thượng tọa cho biết: Học viện cũng đã nhận được một số phản ảnh, bày tỏ sự bức xúc về việc làm trên của bảo lao động, nếu là sơ suất thì cũng khó chấp nhận được. Với một cơ quan báo chí lớn, trước một hiện tượng liên quan tới pháp luật và quản lý con người, còn với sự cố ý thì được cho là ác ý, bất chấp nguyên tắc đạo đức và nghề nghiệp, rất mong lãnh đạo báo lao động có tiếng nói chính thức về việc này. Thượng tọa thích giác dũng cho biết: Một phản ứng rất cương mãnh rất đúng pháp luật và khó chối cãi, chúng tôi không hiểu là báo lao động sẽ đối phó vấn đề này như thế nào. Có một bạn độc giả nào đó nói rằng có phải vì Phật giáo Việt Nam quá từ bi, không phản biện gì cả nên người ta mới tấn công Phật giáo không? Thật ra không phải đâu thưa quý vị, đụng đến Phật giáo mà chỉ cần sai sót một chút xíu thôi thì họ phản công khủng khiếp, buộc các tòa, kể cả tòa soạn lớn như báo tuổi trẻ cười cũng phải xin lỗi. Ví dụ như có một sự kiện là vào năm 2020 báo tuổi trẻ cười có đăng ảnh biếm họa về cúng dường online với một tin thần khôi hài người ta nói là người việt hay cười nhưng không thưa quý vị giáo hội phật giáo việt nam đã phản ứng rất quyết liệt và sau đó thì có bài đăng trên trang web của phật giáo org vn và những phản ứng trước đó nữa buộc báo tuổi trẻ cười online phải xin lỗi ngay tôi xin dẫn chứng bài tuổi trẻ cười online Xin lỗi trên Phật giáo.org ngày 28 tháng 9 năm 2020 của tác giả Minh Tâm. Trong trang phụ trương tòa soạn tuổi trẻ cười online xin lỗi, trong báo điện tử tuổi trẻ đã có lời xin lỗi bạn đọc về bài viết và tranh minh họa về câu chuyện chùa online. Với những thông tin và hình ảnh không phù hợp trước đó, bài viết đăng trong trang phụ trương tuổi trẻ cười của báo tuổi trẻ đăng tiểu phẩm ứng dụng lễ chùa nạp tiền được phù hộ cả tháng. Tiểu phẩm đã vẽ hình ảnh Đức Phật và hai tín đồ đang cầu nguyện để biến họa gây cười phản cảm, khiến cho người đọc và Phật tử vô cùng bức xúc. Việc làm của tác giả có bút xanh chấm chấm và bài viết đã được đăng tải là hành động xúc phạm Đức Phật, đấng tôn quý thiêng liêng cao cả, đã chạm đến giáo hội Phật giáo Việt Nam và văn hóa lễ chùa của Phật tử, định hướng dư luận nhìn nhận ngôi chùa là nơi tu tập của chư tăng ni, mà lại là một hình thái thương mại tôn giáo, làm tổn thương đến niềm tin của tín đồ Phật tử và những người có tình cảm với đạo Phật. Trước sự việc này, tòa soạn tuổi trẻ cười online đã cho đăng tải lời xin lỗi trên trang phụ trương của báo tuổi trẻ cười với nội dung: Ngày 23 tháng 9 năm 2020 báo tuổi trẻ cười online có bản đăng bài viết về tranh minh họa về câu chuyện chùa online, trong đó có những thông tin và hình ảnh không phù hợp ngoài ý muốn, chúng tôi tiếp thu ý kiến của bạn đọc. Chúng tôi đã rút tranh và bài viết trên báo tuổi trẻ cười online, xin thành thật xin lỗi bạn đọc. Chúng ta thấy rằng qua lập luận của hai bài báo. Một là trên báo giác ngộ online nói về bá lao động. Khi báo lao động góp ý về tình trạng tu sĩ đánh chiếm đất rừng thích chân quang. Thứ hai nữa là một tinh thần khôi hài trên báo tuổi trẻ cười online cũng bị trang Phật giáo.org.việt nam phản công với những lời cáo buộc rất đanh thép và ghê gớm. Tôi vừa đọc lại và nêu quan điểm trên, như vậy là ý kiến về việc giáo hội Phật giáo Việt Nam quá từ bi, không phản biện gì cả, cho nên mới bị truyền thông bẩn, chiên thông sạch gì đó tấn công là không đúng. Rất không đúng thưa quý vị, việc góp ý cho giáo hội Phật giáo Việt Nam và góp ý cho các tu sĩ là cần thiết và trong tinh thần minh bạch, pháp luật cho phép, chúng ta nên có lời nói và hành động để bảo vệ Phật Pháp và mọi ý kiến của các bạn có thể để lại quan điểm của mình trong phần bình luận. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video này. A-di-đà Phật